Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn một món ăn chay thật là ngon và đơn giản dễ thực hiện, cũng như là các nguyên liệu các bạn có thể là tìm mua được ở bất cứ các chợ cũng như là siêu thị nào. Và hôm nay mình chia sẻ đối với các bạn công thức là món đậu hũ xào cải thảo. Một món ăn chay không chỉ là dành cho những người ăn chay bình thường, thậm chí là những bạn ăn chay trường các bạn cũng có thể là vào bếp và thực hiện được công thức này. Để làm được món đậu hũ xào cải thảo, hôm nay mình có tìm mua được một bắp cải thảo như thế này. Đây là hành bô rô. Ăn chay trường thì mình nên dùng hành bô rô nha các bạn. Rồi, ớt sừng, đậu hũ. Các bạn có thể là tìm đậu hũ vàng như thế này hoặc là đậu hũ trắng, về các bạn tự chiên vàng cũng được nha. Và đặc biệt là có một loại gia vị không thể thiếu trong món này, đó là dầu hào chay. Thì như nhiều bạn thắc mắc ở những clip trước, những cái món chay trước của mình có sử dụng dầu hào, thì nhiều bạn comment hỏi là dầu hào có dầu hào chay hay không, thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc ở video này luôn. Thì ở đây mình có dầu hào chay này nha các bạn. Đó, các bạn cứ vào trong siêu thị, các bạn tìm cái chai dầu hào, để dầu hào chay thế này, tức là làm từ nguyên liệu đó là nấm, là được nha các bạn. Rồi hôm nay mình giải đáp ở đây luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện luôn nha các bạn. Còn một số gia vị nêm nếm khác cụ thể như thế nào thì mình sẽ ghi chú lại ở phần chú thích và mô tả, hoặc là ghim ở phần bình luận, các bạn vào đó các bạn xem lại giúp mình. Trước tiên chúng ta sẽ đi sơ chế cải thảo. Thì ở đây mình bắp cải thảo này mình cân lên được là 600 gram. Bây giờ mình sẽ đi tách từng bẹ. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi rửa trực tiếp dưới vòi nước nha. Mình rửa từng bẹ nha các bạn. Mình rửa kỹ ở phía bên trong cải thảo như thế này. Rồi phần lá nào mà bị hư hỏng như thế này thì các bạn sẽ cắt bỏ đi. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một thao nước sạch. Cứ 1 lít nước thì các bạn sẽ pha vào đây là 2 muỗng canh giấm, để mình ngâm rau nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cho cải thảo vào, các bạn sẽ ngâm trong khoảng thời gian là 5 phút, sau đó thì mình sẽ rửa sạch lại với 2-3 lần nước luôn nha. Rồi đậu hũ thì các bạn sẽ cắt đôi như thế này. Hành bơ rô thì bây giờ các bạn sẽ cắt gốc, xéo như thế này. Về lá thì các bạn sẽ cắt khúc. Rồi ớt sừng. Bây giờ các bạn sẽ bỏ hột. Rồi đây là cải thảo sau khi mình đã rửa sạch rồi nè các bạn. Rồi đối với món đậu hũ xào cải thảo này thì mình sẽ không cắt rau bằng dao, mà mình sẽ tẻ như thế này nha các bạn. Rồi phần gốc này mình sẽ để riêng, phần lá thì các bạn sẽ để riêng. Rồi đây là đậu hũ mình đã cắt miếng vuông như thế này. Một chút nữa thì mình sẽ đi chiên vàng lại một lần nữa. Rồi gốc hành bô rô, đây là lá hành bô rô mình cắt khúc. Ớt sừng, đây là cải thảo, phần lá mình để riêng và phần gốc mình để riêng. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên đậu hũ nha các bạn. Các bạn sẽ chiên vàng đều hai mặt. Các bạn cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu bắt đầu nóng, các bạn sẽ cho gốc hành bô rô vào. Tiếp theo các bạn sẽ cho đây là tương hột, mình sẽ cho đây là 1 muỗng canh tương hột. Các bạn để mức lửa nhỏ,
đến các bạn sẽ cho ớt vào. Bây giờ các bạn sẽ cho gốc cải thảo vào. Bây giờ các bạn sẽ bật lửa lớn. Cho vào đây 50ml nước lọc. Các bạn đảo khoảng 2 phút với mức lửa lớn. Rồi đã hết 2 phút, bây giờ các bạn chỉnh về mức lửa trung bình. Lúc này mình sẽ cho lá cải thảo vào. Các bạn đảo khoảng chừng 1 phút. Rồi đã hết 1 phút, bây giờ các bạn sẽ cho đậu hũ vào. Hôm nay mình dùng là 350g đậu hũ. Lúc này các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ để mình nêm nếm gia vị. Các bạn cho vào đây 1,5 muỗng canh nước tương. Cho vào đây 1,5 muỗng canh dầu hào chay. Cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm chay. Và bây giờ các bạn sẽ tăng lớn mức lửa lên và các bạn đảo đều. Khoảng 30 giây thì các bạn sẽ tắt bếp. Rồi bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức là món đậu hũ xào cải thảo, một món ăn chay thật là đơn giản và dễ thực hiện như thế này, cũng như rất là đẹp mắt ha các bạn. Màu xanh của hành nè, rồi màu đỏ của ớt, màu trắng của cải thảo và màu vàng của đậu hũ. Màu sắc thật là bắt mắt như thế này và đặc biệt rất là phù hợp khi mà các bạn ăn với cơm trắng, cũng có thể là ăn với bún hoặc là ăn với mì. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn chay của mình ngày hôm nay. Thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa. Đặc biệt là những bạn yêu thích ăn chay cũng như là những bạn ăn chay trường sẽ có thêm một món ăn thật là ngon và màu sắc đẹp mắt như thế này nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết món ăn của mình ngày hôm nay. Mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!